Ôi, mới vừa làm xong chân mày nè, bây giờ mình cảm thấy làm sao? Ưng ý với dáng chân mày mới không? Chị thấy đẹp đó, chị ưng á. Nhưng mà nhìn nó hơi lạ. Ủa sao vậy? Trước giờ chị không có chân mày á. À, làm vô thì nhìn nó rất là lạ. Nhưng mà em thấy rất là đẹp, cực kỳ hợp với khuôn mặt của mình luôn nha. Sẵn đây em đang live stream á, em xin phép chị em show cho cả nhà Đình Anh nè đang xem live stream được thấy cái dáng chân mày mới của mình nha. Dạ rồi, đây cả nhà ơi, mình có thể nhìn thấy luôn á là từng cái sợi chân mày bên em vừa điêu khắc xong nè, rất là đẹp nha, cực kỳ thanh mảnh luôn, ôm sát khung xương nè, rất là đẹp luôn nha. Chị ơi, cho em hỏi thăm chút xíu là hồi nãy lúc bên em thực hiện chân mày á, mình có cảm thấy khó chịu gì không? Không, chị thấy khá là thoải mái, chị có thể ngủ được một giấc luôn. À vậy luôn á hả? À vậy thì bây giờ sẵn nha, em xin phép chị em show lại cái hình dáng chân mày của mình nguyên thủy trước khi mà thực hiện điêu khắc được không? Được. Rồi, đây. Cả nhà mình ơi, mình cũng có thể nhìn thấy nha, với dáng chân mày mà chị khách bên em chưa thực hiện điêu khắc á thì sợi chân mày rất là mỏng nè, rất là thưa nè, và hai đầu chân mày cách xa nhau rất là nhiều luôn. Đó, và dáng chân mày bị cục nữa. Nhưng mà sau khi các nghệ nhân bên em thiết kế lại một cái dáng chân mày mới cho chị khách thì những cái khuyết điểm đó được khắc phục hoàn toàn và khuôn mặt cũng trở nên sắc sảo hơn rất là nhiều. Bởi vì mắt của chị là mắt hay mí á, cho nên là khi mình có một cái dáng chân mày nó phù hợp thì đôi mắt nó sẽ nổi bật hơn rất là nhiều đó chị, khuôn mặt tươi tắn và đẹp hơn nữa. Trời, đây rất là đẹp nha. Từ nay là mình không cần phải tốn 15-20 phút mỗi ngày để mà kẻ chân mày nữa chị nha. Trời, trước giờ là chị tốn một tiếng đồng hồ kẻ chân mày nhiều thôi. Vậy sao trời ơi, không có 15-20 phút đâu. Ở đó coi, mà chưa chắc là kẻ đều đúng không? Không có kẻ đều bao giờ hết, rất em là biết mệt. Mà trời ơi, chị nào hả, đến đây điêu khắc chân mày cũng than mỗi ngày chị phải tốn tiếng cuộc đời, 15-20 phút của cuộc đời để mà kẻ chân mày mà nó bị lệch nữa em, lúc thẳng lúc cong, nó cái tình trạng rất bình thường. Nhưng mà bây giờ chị yên tâm nha, những cái điều đó nó sẽ được kết thúc hoàn toàn. Có một cái dáng chân mày mới nè, đẹp như thế này nè, tự nhiên như thế này nè. Và phải nói là sau khi làm xong thì cũng không có sưng, không đau gì hết. Rất là thoải mái đúng không? Dạ rồi. Đó mọi người ơi, khi mà chúng ta xem live stream này thì chị em nào mình đang lo lắng cái vấn đề là muốn có một cái dáng chân mày đẹp nhưng mà sợ đau á, thì yên tâm nhé, không hề đau, không có chịu gì hết. Và sau khi xem live stream này thì mong rằng là các chị em mình sẽ có động lực đi làm đẹp nè, có một cái dáng chân mày đẹp như thế này nhé. Dạ rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Cảm ơn em nhiều.